viết đoạn văn về một hình ảnh hay hành động của Thánh Gióng đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Viết đoạn văn về một hình ảnh hay hành động của Thánh Gióng đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Khi đọc truyền thuyết Thánh Gióng, em đặc biệt yêu thích hình ảnh bà con làng xóm đã cùng gom góp lúa gạo để nuôi lớn chú bé Thánh Gióng. Chi tiết đó đã thể hiện được một truyền thống quý báu của dân tộc ta, đó là tình đoàn kết, giúp đỡ nhau. Nhờ có bà con chòm xóm hỗ trợ, góp gạo góp thóc mà Gióng mới có thể ăn no, lớn lên khỏe mạnh để đánh giặc. Những hành động ấy của bà con không chỉ thể hiện tình đoàn kết mà còn thể hiện ở họ một khát vọng hòa bình mãnh liệt. Chính Thánh Gióng là nơi họ gửi gắm niềm tin về người anh hùng vĩ đại giết giặc cứu nước. Đoạn văn về một hình ảnh hay hành động của Thánh Gióng đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, hành động nhổ những cụm tre ven đường làm vũ khí đánh giặc đã khiến em rất thích thú. Sau khi gậy sắt đã bị gãy, Gióng không chút chần chừ, liền nhổ những bụi tre lên để tiếp tục chiến đấu. Hình ảnh những bụi tre vốn bình thường, nay chợt trở nên hào hùng đến lạ. Nó là biểu tượng cho những người dân làng quê hiền lành, chân chất, nhưng khi có chiến tranh thì sẽ dũng cảm đứng lên, bảo vệ quê hương. Hành động nhổ bụi tre ấy không chỉ thể hiện sức mạnh và sự nhanh trí của người anh hùng Gióng, mà còn khẳng định được sức mạnh tiềm tàng của dân tộc ta, đang âm thầm chảy xuôi ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có giặc ngoại xâm xuất hiện, tất cả sẽ vùng lên, đoàn kết lại để bảo vệ độc lập dân tộc. Đoạn văn về một hình ảnh hay hành động của Thánh Gióng. Trong truyện Thánh Gióng, em ấn tượng nhất chính là hình ảnh chú bé Gióng vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ, oai phong lẫm liệt. Đây là một chi tiết mang màu sắc kỳ ảo, đặc trưng của các tác phẩm truyền thuyết. Qua chi tiết ấy, em thấy được sức mạnh phi thường của chàng anh hùng Gióng. Hơn cả như thế, em nhìn thấy được tương lai và hy vọng của bà con chòm xóm. Sau bao ngày vất vả, thấp thỏm, giờ đây người anh hùng đã thực sự xuất hiện. Với sức mạnh phi thường, người anh hùng Thánh Gióng ấy sẽ đập tan mọi kẻ thù xâm lược để đem lại cuộc sống an bình cho mọi người.